Chào cả nhà, hôm nay mình quay lại với các bạn với Jam Vanitas. Các bạn có thể thấy thiết kế chai rất là đẹp. Chai này là một loại nước hoa nữ của Jam Perfume, dành cho những bạn trẻ. Jam Vanitas thì thuộc nhóm hương hoa cỏ nên là nó khá là nữ tính và rất là dễ sử dụng. Các bạn dùng để đi làm hàng ngày hay đi chơi đều được hết. Và một chai như thế này là 25ml. Phong cách của chai nước hoa này là khá là năng động và trẻ trung, nên là những bạn có khoảng tầm 16 tuổi trở lên là đều có thể sử dụng chai nước hoa này rồi. Và cái mùi hương đặc trưng mà các bạn có thể cảm nhận đó chính là hương đầu. Lúc đầu các bạn có thể ngửi thấy một cái chút mùi hương của cam chanh, và cái những cái nốt hương sâu thì các bạn có thể ngửi thấy cái mùi hương của hoa ngọc lan tây và hoa tiara. Đó chính là cái đặc trưng của chai nước hoa Jam Vanitas như thế này. Bởi vì nó trẻ và trẻ trung và dành cho những bạn thích cái phong cách năng động một xíu thì có thể sử dụng cái chai này. Và khi các bạn mua một chai nước hoa Jam Vanitas như thế này thì có đầy đủ thông tin thành phần của một chai nước hoa, các cái hương đầu, hương giữa, và đặc biệt quan trọng là trên mỗi chai nước hoa của Jam Perfume đều có tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp. Nên khi các bạn lựa chọn cái thương hiệu Jam Perfume thì các bạn sẽ không lo lắng về hàng nhái, hàng giả, hàng không chính hãng. Như bây giờ các bạn mua một chai nước hoa trên thị trường thì giá cũng tầm 100-200 ngàn, nhưng mà chắc chắn với các bạn là những cái nước hoa đó thì chất lượng không được đảm bảo. Còn đối với Jam Perfume, đặt hàng từ Pháp về và đóng gói tại Việt Nam, các chuyên gia điều chế là người Pháp và có kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành lĩnh vực nước hoa luôn. Nên là các bạn có thể yên tâm về chất lượng của Jam Perfume. Bạn nào muốn dùng thử cái mùi hương này thì cứ inbox cho mình bằng cái địa chỉ, cái thông tin ở bên dưới. Mình sẽ gửi tặng cho các bạn để dùng thử nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip review Jam Vanitas của mình. Hẹn các bạn lần sau về các mùi hương khác của Jam Perfume nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.